cũng sẽ có một cái khả năng sống một cái cuộc đời mà mình mong ước, một cái cộng đồng để mình có thể cùng nhau đạt được độc lập tài chính và hạnh phúc tự thân. Xin chào bạn, mình là Thanh Hương. Và bạn biết không, trong cái cộng đồng độc lập tài chính hạnh phúc tự thân này á, thì có ba cái điểm mà Hương cảm thấy rất tự hào luôn. Nhất, lan tỏa. Hương muốn lan tỏa một cái phong cách sống quý cô. Với Hương nó chỉ đơn giản là sự tự tin, vui vẻ và mình thể hiện được cái đẳng cấp của bản thân mình trong cái cuộc sống hàng ngày. Và thứ hai, đó chính là đồng hành. Và Hương muốn đây sẽ là cái nơi để chúng ta sẽ cùng nhau đồng hành để tạo ra được tài chính cho bản thân của mình. Mỗi người ít nhất kiếm được 1 triệu trên một ngày. Và việc thứ ba, đó là trao giá trị. Và cộng đồng này chúng ta sẽ cùng nhau kết nối thân thiết với nhau hơn, để mình sẽ chia sẻ những cái hiện thực cho nhau và để tạo động lực. Và Hương tin đây sẽ là một cái cộng đồng sẽ giúp đỡ cho chị em của mình, tất cả mọi người sẽ cùng nhau độc lập tài chính và hạnh phúc tự thân.